Việt Nam tôi đây 4.000 năm văn hiến. Việt Nam tôi đây bao gấm vóc núi sông. Việt Nam tôi đây luôn vững tiến thành công. Việt Nam ngày nay đã sánh bước năm châu. Quân nhân dân và chiếc tàu HQ 571. Việc đầu tiên là tôi xin được rất là kính trọng chào đại tá, vì ông đang làm công việc giữ cái đất nước này mà chúng tôi là những người sang. Chúng tôi rất là kính trọng đóng góp cho chúng tôi. Thế anh có thấy cảm động và xúc động khi được là một tên Nguyễn Ngọc Lập hôm nay trước khi lên tàu đi cùng với lại kiều bào mình thì cái cảm tưởng của anh như thế nào trong chuyến đi này? Thì thật sự cái chuyến đi này là cho tôi một cái suy nghĩ rất là rõ rệt, là vì mình đi về Việt Nam mình còn chưa dám nghĩ tới, thành ra khi mà được đi cái tàu này thì nó vượt qua cái giấc mơ, nó hơn cái điều ước muốn của mình. Nhưng mà tôi cũng vẫn thấy là nếu mà để cho cái giới trẻ đi tôi nghĩ nó tốt hơn, là vì lý do những người lớn tuổi như chúng tôi đó là đã có ý thức về việc giữ biển và đảo rồi, thì nên cho những người trẻ cái ý thức về giữ đất nước hơn, thì tôi nghĩ cái đó nên dành cho cái giới trẻ hơn. Tại vì nếu mà anh có tiền 1 triệu đô la anh cho cái giới trẻ hoặc là cái nhà cho giới trẻ thì cái đó nó rất dễ, nhưng mà đưa cho cái ý thức giữ nước cho giới trẻ thì điều đó rất khó. Không phải ai cũng có thể tham gia được cái chuyến đi này, do đó là cái việc anh đi cũng là một cái điều tốt rồi. Thì trong một cái cộng đồng có quá nhiều những cái khác biệt về mặt chính trị, nhất là trong vấn đề biển đảo, anh sẽ là cái một trong những nhân chứng để mà mắt thấy tai nghe. Anh sẽ chuẩn bị tâm lý và nói điều gì với những cộng đồng của anh ở nơi anh sống? Trước khi tôi đi thì tôi đã nói rõ cái quan điểm của mình rồi, là vấn đề mà nói bán hèn với giặc, ác với dân, rồi buôn bán biển đảo cho Trung Quốc, cái đó nó phi lý. Là vì như vậy, một cái anh hai lúa, anh có hai mẫu đất hay là một cái miếng ruộng, thì bây giờ không có lẽ nào anh phải nuôi một gia đình với 10 đứa con mà anh lại đi cắt một cái miếng ruộng để, hoặc là một cái miếng ao cá lại cho cái thằng hàng xóm như nếu vậy. Không phải là vì nó dí súng vào đầu của mình. Như vậy là anh sẽ nói những cái điều anh mắt thấy tai nghe ở những nơi chứng kiến trong chuyến đi sắp tới, đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Nhiều khi người ta chỉ có thể là được nghe thôi rồi tưởng tượng, nhưng mà muốn cho chắc ăn á, có thấy mới tin á, thì nào khi mà anh thấy rồi thì không còn tin nữa. Rồi, xin cảm ơn chia sẻ anh Nguyễn Ngọc Lập, và chúng tôi sẽ tiếp tục theo cái cảm xúc của anh trong chuyến đi này nhé. Dạ, xin chào anh ạ. Trước khi rời đảo sinh tồn vào ngày 22 tháng 4 2014, chúng tôi cũng muốn lắng nghe tiếng nói và sự chia sẻ của ông Nguyễn Ngọc Lập, một kiều bào đến từ Hoa Kỳ ạ. Dạ, tôi nói rất là nhanh, từ xưa giờ tôi không bao giờ ghi là Hồ Chí Minh City. Nhưng mà sau khi tôi đi chuyến này rồi thì tôi không còn ghi trên các bì thư hoặc là những tờ phát gửi về Việt Nam là thành phố Sài Gòn nữa, vì tôi là một người phản kháng ngầm. Thì lần này tôi đi về tôi sẽ thay đổi ngay từ trong cái nét bút của mình. Tôi sẽ gửi về Việt Nam là thành phố Hồ Chí Minh. Qua các đảo mà ông đã đi qua như là đảo Sinh Tồn, đảo Sông Tử Tây và đảo Đá Thị vân vân, ông có cái ghi nhận hình ảnh như thế nào so với lại những cái điều mà ông nghĩ trước đây? Thì tất cả khi mà người ta tuyên truyền thì người ta không nghĩ tới thủ đoạn này, nhưng mà sự thật và con mắt của mình nhìn không thể đánh lừa được. Thì tôi nghĩ rằng sự thật nó không cần trang điểm, cũng không cần đi đến thẩm mỹ viện. Cho nên những cái việc mà anh em phải khiêng từng cục đá lên đây đó, mình phải có lương tâm thì mình phải thấy rằng đây là máu, nước mắt và cái mồ hôi. Thì tôi nghĩ rằng nước mắt và mồ hôi nó đều có một cái vị mặn đắng giống như nước biển. Ông sẽ nói gì với lại những người không có cơ hội đi thăm quần đảo Trường Sa, và kể cả những người còn có những cái quan điểm khác biệt với chính phủ Việt Nam về vấn đề biển đảo?
thì tôi nghĩ rằng chuyến đi này về hơi trễ so với lời mời 17 tháng. Thì tôi nghĩ rằng cái cách hay nhất là dùng hai động từ là có thấy mới tin. Thì khi mà anh thấy rồi thì không cần tin nữa. Xin cảm ơn khi tin rồi thì anh không xin cần. Cảm ơn chia sẻ của anh Nguyễn Ngọc Lập. Hiện nay thì cái dư luận về là chính phủ Việt Nam đã bán đất, đã dâng đảo, biển đảo cho Trung Quốc á, thì sau cái chuyến đi Trường Sa này chú nhận thấy như thế nào? Chú thấy những cái người mà lý luận như vậy thì thật sự đầu óc của họ chú nghĩ là nó đơn sơ còn hơn trẻ con nữa. Bây giờ chú chỉ đưa một cái thí dụ rất là đơn sơ. Tới bây giờ chú được bố mẹ là một cái ông địa chủ, ông chia cho cái người con của mình là được 5 mẫu đất, rồi ống trồng lúa và một mẫu đất thì để làm cái ao. Bây giờ như không ông đang phải nuôi một vợ với lại 5 đứa con đang đi học. Bây giờ ông phải đi cày, rồi ông phải bắt cá, ông nuôi cá cho nuôi con mình. Thì tự nhiên mình đang nghèo vậy mà mình lại đi cắt mẫu cho thằng hàng xóm, rồi cắt nửa cái ao vậy, thay vì để nuôi lương thêm hay là mình nuôi cá rô để mà mình có thêm cái tiền vốn, cái tiền lợi nhuận mình nuôi cho gia đình mình mà mình rất là thiếu thốn, mà mình lại đem mình đưa cho một cái ông hàng xóm mà chú thấy nó nói theo tiếng Mỹ là irrational, nó là thật sự nó vô lý về mặt lý trí. Bây giờ hỏi chứ có một cái người nào mà người ta đang lãnh đạo một đất nước mà người ta lại đem mà cắt một số dân của mình rồi đem cho một cái nước ngoại bang đó. Ngay cả những cái thời Trung cổ người ta cũng chưa bao giờ cho bớt những cái người nô lệ đi nữa. Chứ đừng nói chi đó là cái lãnh thổ. Thì chú thấy cái đó nó không hợp lý. Chính ông Nguyễn Thanh Sơn cũng không nghĩ rằng chú dám về. Mà những người đồng bào mà bạn của chú bên đó, người ta bảo là nếu mà thiếu úy Nguyễn Ngọc Lập mà về đó thì đây là một tay cực đoan mà mang tính cách trí thức và đấu tranh có sách lược. Thì không thể nào là mình làm một cách bừa bãi được cháu. Một cái cô ở dưới đồng bằng sông Cửu Long đó, mà cô sắp sợ sanh con đó, cô không có cái kéo để cắt nhau, thì cô cũng phải cắt một cái lưỡi miếng nứa để cô cắt rúng đứa nhỏ chứ. Như vậy thì không thể nào mình làm điều gì mà mình thiếu suy nghĩ. Như vậy thì ở trong này nó cái chuyến đi này nó phải mang cái tính cách chính đáng. Thì cái chính đáng đó nó phải dựa trên vấn đề chính thức. Mình được mời thế nào? Mình trước đây là mình là một người đối kháng, mà bây giờ mình được về thì cái sự đối thoại ở đây nó bỏ qua một bên. Nhưng mà ở đây chúng ta phải đối diện, đó là sự thật. Cái hòn đảo này nó có được bán đi hay không? Nhưng mà chú lên trên cái hòn đảo đó thì chú mới thấy cái sự đối diện của mình nó phù hợp với cái lý trí của mình. Là những cháu bộ đội nó phải khiêng từng những cái bao đá. Nó đi nghĩa vụ 18 tháng hay là 2 năm, 3 năm đó, thì nó phải làm hết sức của nó mà trong cái lòng yêu nước. Một cái ông sĩ quan mà trên đó cứ người ta làm 1 năm, người ta đi lính 1 năm thì người ta được tính là 2 năm, thì cháu thấy cái sự gian khổ nó kinh khủng thế nào. Đó, mà cái điều mà chú biết là trong cái khoa học về geopolitics, địa lý chính trị học ấy, có thể ngày hôm nay chúng ta coi cái đảo này nó nhỏ như vậy thôi. Nhưng mà ngày mai đây về cái kỹ thuật người ta có thể phun cát để người ta có thể kéo dài ra một cái dải đất rất lớn. Cho nên nếu ngày hôm nay mà mình thiếu cái kiến thức đó, mình không lo giữ cái đảo như là những cái người mà lính trên đảo bây giờ đó, mai đây khi cái kỹ thuật nó nâng cao, nó phun cát như vậy đó, các khối Ả Rập nó sẽ có thể mà đưa cái hòn đảo ra thành một cái thành phố nổi. Thì lúc đó cát hiếm ở dưới biển, hoặc là những cái rong tảo để người ta làm những cái việc mà bây giờ cái thế hệ này chúng ta chưa có, thì biết đâu đó chúng ta sẽ phạm tội nếu chúng ta không lo ngay từ bây giờ đối với thế hệ thứ hai. Trong cái chuyến đi vừa rồi á, thì cái điều gì mà làm chú ấn tượng nhất ạ? Điều ấn tượng nhất là chú rất sợ cái người cộng sản về cái tính kiên nhẫn. Cái tính kiên nhẫn nó làm cho đối thủ có thể là rất mạnh, nhưng mà sau đó thì người ta có thể rất là dễ thua. Người ta có thể kiên trì từ năm này sang năm khác trong địa đạo Củ Chi. Mà cái đó nếu mà là một cái người mà người ta không có lý tưởng thật sự đó, thì không thể nào dù có kiên nhẫn tới mấy thì người ta cũng chán, người ta bỏ đi ra. Như vậy nó phải, cái sự kiên nhẫn nó phải base, dựng lên trên
một cái lòng yêu nước, một cái quyết tâm đuổi cái thực dân Pháp và đế quốc Mỹ ra khỏi cái đất nước của mình. Đó, thì cái tính kiên nhẫn ở đây á, nó dựa lên trên một cái điều tốt đẹp là truyền thống đấu tranh của cha ông mình để giữ nước. Chứ không phải là ai cũng có thể kiên nhẫn được đâu. Cái chuyện kiên nhẫn người ta bảo là đó, chuyện con rùa nó chạy thì nó sẽ hơn con thỏ, hay là một thằng ăn trộm nó sẽ kiên nhẫn cho đến khi nó lấy được. Cái đó nó mang tính cách lợi ích về cái cá nhân. Còn đi cái lợi ích cho cả một dân tộc thì chú thấy cái đó người Cộng sản họ rất kiên trì. Mà cái điều thứ hai đó, cái lý tưởng nó chỉ dựa lên một cái điều đúng. Mà con không thể nào mà con truyền lại cho đứa con của mình cái lý tưởng đó nếu mà cái đứa con còn nó không chấp nhận đó là cái điều đúng. Có thể cái thế hệ trước nó đúng nhưng mà thế hệ sau nó không đúng. Nhưng mà cái truyền thống giữ nước á thì không có thế hệ nào mà không đúng hết. Thì chú thấy rất sợ ở người Cộng sản ở điểm đó. Hiện nay thì trên mạng nó đã xuất hiện những cái cụm từ ví dụ như là ông Nguyễn Ngọc Lập đã chiêu hồi về với Cộng sản, và sắp tới thì sau khi trở về Mỹ thì sẽ có những cái luồng dư luận sẽ chống đối với chú Nguyễn Ngọc Lập. Thì không biết là chú đã có cái sự chuẩn bị để đối mặt với cái dư luận ở bên Mỹ chưa? Cái đó thì khi mà mình nói cái chính nghĩa đó cháu, nó phải dựa trên cái chính danh. Thế ngày hôm nay ông Nguyễn Ngọc Lập chứ đâu có cái ông nào mà khác ông Nguyễn Ngọc Lập thiếu úy đó đâu. Như vậy thì khi người ta có chính nghĩa thì người ta phải có chính danh, và lúc đó người ta có chính ngôn, đúng không? Và cái công việc người ta làm nó phải là chính đáng. Thì cái việc chính đáng đó nó phải được trình bày một cách chính thức, đúng không nè? Thì bây giờ khi tôi trình bày chính thức thì hai phe phải chấp nhận là 63 tuổi tôi không hề biết quê cha đất tổ tôi ở đâu. Như vậy nếu việc tôi trở về Hà Nội đó là nhân quyền cháu. Bất cứ một chế độ nào cũng phải chấp nhận, chứ không phải là chế độ này nó chấp nhận mà chế độ khác nó không chấp nhận. Và 38, 39 năm khi đất nước hoàn toàn giải phóng thì gia đình chú ly tán. Về việc chú đi trở về Việt Nam để chú được tìm cái sự hội ngộ lại, tìm cái gia đình của chú. Chú thấy cái đó nó là nhân bản. Và kế tiếp nữa là chú lại xây cái nghĩa trang quân đội cho cả hai. Chú thắp nhang cho nghĩa trang liệt sĩ. Và chú lại thắp quyết định ngày hôm nay. Cháu lên mạng cháu thấy là chính chú cũng bỏ ra 2 triệu 100 đồng để xây được 4 ngôi mộ. Với mỗi một ngôi mộ là 50 đô la. Như vậy thì cái việc tôi đến tôi thắp nhang cho một người có lý tưởng phe này hay phe kia trong vấn đề hòa giải và hóa giải, và tôi bỏ ra chính bản thân tôi rất là đồng tiền này tôi cũng phải đi làm cháu, mà tôi xây được 4 ngôi mộ trong ngày hôm nay, thì tôi nghĩ rằng cái đó nó có mang tính cách chính đáng của cả hai phía. Tôi tôn trọng cái những người Cộng sản họ đem lại cái sự mà thống nhất đất nước dù là họ có lý tưởng khác. Như vậy thì qua những cái dữ kiện đó và tôi về để tôi làm, tôi là nhân chứng sống cho cái Trường Sa là nó không có bán cho phe này hay phe khác. Như vậy cái chính ngôn của tôi nó phải dựa trên cái công lý. Chứ nếu mà nó làm một mình làm chứng cho cái sự mà dối trá thì những cái cuộc nói chuyện này nó trở thành vô ích. Thì theo những cái lý do đó tôi thấy rằng không có cái gì để mà mình sợ hãi khi đối diện phe này hay phe khác. Sau cái chuyến đi này thì chú sẽ nhắn gửi gì với đồng bào ở hải ngoại ạ? Ô thì bây giờ thì đến hôm nay cái việc mà xây một cái ngôi mộ trên nó đã được cái công khai của chính phủ rồi. Và bây giờ nếu mà đồng bào nào muốn mình làm một công việc cho cái ý nghĩa cuộc đời mình thì có 50 đô la thôi cho một cái ngôi mộ. Thì mình rất dễ làm lên đó, mình ký tên đâu đó và tôi muốn rằng tôi làm cái ngôi mộ này ở cái hàng này, anh làm cho tôi thì người ta sẽ làm cho mình và mình có thể đối chứng. Bây giờ tôi đưa anh 50 đô la này, tôi chụp trên quay phim này, tôi muốn làm cái ngôi mộ này. Thì không cớ là cái người đó ở hải ngoại, mà có thể là những người chiến thắng như ông Nguyễn Thanh Sơn hôm nay. Ông bằng lòng đó, ông bỏ ra 5 triệu đồng thì ông làm 10 ngôi mộ. Thì tôi cho rằng một cái người chiến thắng mà họ lại xây cái ngôi mộ cho có người chiến bại, tôi nghĩ đó là một cái bài toán cộng nó quá hay. Nó phát xuất từ trái tim của mình đến trái tim người khác. Thì tôi cho là ông tiến sĩ Nguyễn Thanh Sơn, ông làm được công việc mà giống như cuộc chiến tranh Nam Bắc
của chiến tranh tại Hoa Kỳ. Một câu hỏi cuối dành cho chú Nguyễn Ngọc Lập là chú có lời nhắn, chú là cái người mà đã sống và đã trải qua dưới cái thời chiến tranh, thì chú có nhắn gửi gì cho cái lớp trẻ trong tương lai như thế nào không ạ? Và lớp trẻ ở Việt Nam và cũng như lớp trẻ sinh sao ở bên Cali, thì để làm sao mà cho hai cái lớp trẻ này họ có thể nhìn về một hướng được không ạ? Thì cháu có nhìn nhận không? Đây là chuyến đi ngoài biển. Thế bây giờ cháu có bao giờ cháu thấy nước mắt của bà mẹ phía Bắc và phía nước mắt của bà mẹ miền Nam, nó đều có vị mặn giống mùi nước biển không? Như vậy những chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa họ bị chết ở trên đảo Trường Sa hay Hoàng Sa hay Gác Ma, thì người mẹ sẽ đều phải khóc không à? Như vậy nước biển và nước mắt nó có vị mặn giống như nhau. Còn cái người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa khi mà họ bị giết, và những chiến sĩ ở trên đảo Gạc Ma họ bị đâm 4 lưỡi lê lên trên lưng của họ đó, khi máu nó chảy ra, thì cháu thấy cái điều gì xảy ra? Máu của Việt Nam Cộng Hòa và máu của Cộng sản Việt Nam trước năm 1974 ở Trường Sa và bây giờ ở Gạc Ma, ở quần đảo Hoàng Sa, nó đều màu đỏ. Mà cái điều này mà chú muốn nói là cái thằng Trung Quốc này nó ngu lắm. Nó đâu có bao giờ nó nuôi cá dưới đó đâu. Mà cái người lính Việt Nam Cộng Hòa hay là những người tiểu Nhật Quốc này nè, họ có nuôi cá bao giờ đâu. Thì chúng ta nói về nhân loại trước cái đó, là chúng ta chưa cảm ơn Thượng Đế về cái con cá mà chúng ta được ăn, mà chúng ta đi quay qua lại đi đâm cái thằng nhỏ hơn kia mà lấy cái con cá của nó. Thì chú thấy nó là mang tính cách triết học. Nhưng mà cái đó nó trừu tượng lắm chứ. Nó là abstract now, nó là danh từ trừu tượng. Nó một triết học, nó trừu tượng. Nhưng mà nếu mà cái năm đảo trước đây mà của Việt Nam bàn giao lại cho Cộng sản Việt Nam, thì ngày hôm nay nó lên 21 đảo. Như vậy thì chúng ta không thể nào nói cái lòng yêu nước nó có cái màu sắc nó khác nhau được. Cho nên ở trong cái thế hệ thứ nhất và thế hệ thứ hai, chúng ta phải thấy được này, nếu chúng ta đối kháng với nhau thì chúng ta lưỡng đầu thọ địch. Mỹ sẽ bỏ Việt Nam Cộng Hòa và Trung Quốc cũng sẽ đánh Hà Nội. Như vậy việc đầu tiên là chúng ta phải làm sao đừng có bị mắc vào cái kế của cái trước đó. Đó là cái thế hệ trước nó sai rồi, mình đừng có rơi vào trong cái thế hệ đó nữa. Thì cái kết luận của chú đó là mình là những cái người nước nhỏ, thì mình thấy rồi, vua nước nhỏ như nai như thỏ bị cột vào gốc cây cho thợ săn quốc tế bắn chơi, dân nước nghèo như mục tiêu di động để cho trực thăng hỏa tiễn Đại Liên thử nghiệm vũ khí giết người. Thì cái thế hệ thứ hai cháu phải khôn hơn cái thế hệ thứ nhất để chơi với tất cả mọi người như chính sách hiện giờ. Chúng ta trung lập, chúng ta chơi với tất cả mọi người để chúng ta biến thành một vùng mà không có thể nào các phe chĩa súng vào nhau. Và lúc đó thì chúng ta giữ được bảo được độc lập tự do, một trong một thái độ ôn hòa và không có inner conflict. Chú cảm ơn con. Xin cảm ơn chú Nguyễn Ngọc Lập đến với buổi phỏng vấn ngày hôm nay. Thưa anh Nguyễn Ngọc Lập, được biết anh mới về từ Việt Nam sau cái chuyến đi ra Trường Sa và viếng thăm Việt Nam. Xin anh cho biết cái sơ qua về cái trải nghiệm của anh về chuyến đi, anh có những cái nhận xét gì nổi bật? Thì kính thưa quý vị khán giả của Việt Weekly YouTube, thì tôi vừa về Việt Nam vào ngày và về Mỹ vào ngày 10 tây tháng 5, tức là tôi nghỉ được 2-3 ngày thì tôi cũng thấy có được sự thay đổi rất nhiều ở trong nước. Nhưng mà đa số những cái câu hỏi mà của những cái viên chức hoặc là những cái người mà ngưỡng mộ tôi trong các bài nói chuyện, thì đa số họ hỏi tôi một cái câu rất là dễ thương, đó là sau 21 năm anh đi đến Hoa Kỳ và anh không có trở lại Việt Nam thì anh thấy cái gì là thay đổi. Thì họ vô cùng ngạc nhiên khi tôi nói rằng chính tôi thay đổi chứ không có thấy cái gì ở Việt Nam thay đổi.
Tại vì cái sự việc mà ở bên Hoa Kỳ, một thành phố New York hay là một thành phố Los Angeles lớn nhất thế giới, thì nó ngổn ngang trước mặt của chúng tôi hàng ngày. Cho nên chúng tôi không quan trọng vấn đề là Việt Nam nó thay đổi về bề ngoài hình thức, nhưng mà tôi thấy rằng cái câu trả lời của tôi là mình thay đổi từ cái nội tâm của mình khi mình quay lại cái đất nước đó. Thì anh bác sĩ thú y ở Đại học Bristol bên Anh Lê, anh cũng rất ngạc nhiên khi tôi trả lời cái đó. Và một cái vị mà đại gia tại Hà Nội, khi mà ông mời chúng tôi đến ăn chả cá Lá Vòng thì ông cũng hỏi chúng tôi một câu như vậy. Thì ông vô cùng ngạc nhiên khi mà tôi nói rằng chính tôi thay đổi chứ không phải Việt Nam thay đổi. Thì cái nội tâm nó, câu trả lời nó sâu lắm, chứ nó không có nông cạn là thấy xe nhiều rồi nhà lầu nhiều thì cái đó nó là một cái bên ngoài. Thì ông đại gia đã có một cái đứa con trai đang học PhD tại Mỹ, thì yêu một cái cháu gái, nhưng mà đến khi cháu gái nó ghen lên nó bắn cái đứa, cái ông con đại gia đã chết. Rồi còn lại một cái đứa con gái, một cái đứa con trai nữa, thì nó đang học là chết mất đứa rồi. Giờ cái đứa thứ hai nó đang học PhD nó lại bị gai, nó bị cái ung bú trong cái cột sống, thì nó nằm suốt ngày để nó coi cái phố xa TV hay là Việt Weekly. Thì chúng tôi thấy rằng những cái vị đại gia mà có làm ăn trong tổ hợp mà lời tới 300.000 đô la một tháng và đã từng ở Mỹ nhiều lần đó, thì khi tôi trả lời là chính tôi thay đổi thì họ bảo ông ấy đứng lên ông bắt tay tôi. Thì ông thấy là cái câu trả lời đó hay quá. Đó là cái điều mà tôi muốn nói, cái cảm nhận đầu tiên khi mà tôi bước vào lại thành phố Hồ Chí Minh, rồi đến Hà Nội, rồi vào Đà Nẵng và trở lại Huế để mà đi vào Đức Mẹ La Vang hoặc là nhà thờ Tri Bu ở cổ thành Quảng Trị, thì lần lượt chúng tôi sẽ trình bày cho quý vị sau. Cái sự thay đổi đó như thế nào trước khi anh bước chân lên máy bay về Việt Nam và sau khi anh đến Việt Nam, và thì cái thay đổi trong anh nó như thế nào? Tôi đã nói nhiều lần rồi, khi tôi bước ra khỏi thành phố Huế để mà rời thành phố Huế và tỉnh Quảng Trị đó, thì tôi không có quay lại để nhìn cái thành phố đó, vì tôi ao ước là đừng phải đến trong thế một sự đâm chém dữ tợn như vậy. Và tôi đã quyết định là không trở lại Huế nữa, mà rồi tôi cũng phải trở lại Huế. Rồi đến năm 1993 khi mà tôi đến đi Hoa Kỳ đó, thì tôi cũng thề trong bụng là không có nên trở lại cái vùng đất nó quá đau khổ và bi thương như vậy. Mình đã chịu 10 năm tù, 2 năm ngủ ngoài đường, 4 năm đi lính, rồi cả 21 năm xa quê hương như vậy, thì cái sự mà mong muốn trở về trong tôi nó đã tắt lịm rồi. Thì tự nhiên ông Nguyễn Thanh Sơn lại gửi cho tôi một cái lời mời chính thức để mời tôi về Việt Nam. Thì tôi thấy rằng nó làm, đó là một cái bước nó thay đổi cái suy nghĩ của tôi. Vậy có nghĩa rằng là anh rời nơi đó và với một cái lòng đau khổ, oán giận và không muốn quay trở về, nhưng mà ngày hôm nay đã trở về, có nghĩa là trong anh nó đã thay đổi, thấy được sự bình yên hay là điều gì? Thì tôi nghĩ rằng cái nội tâm nó mình mới là quan trọng. Đối với tôi thì không có forgive, tại vì tôi không có tha thứ, vì tôi chưa hề kết án. Cái cuộc đời tôi chỉ biết định mệnh tôi nó khắc nghiệt quá, mà tôi cũng không thể forget được, là tôi không thể quên đi được. Tại cái đó như một cái vết hằn nó chém vào trong con người của mình và trái tim của mình. Thì cái kế tiếp là tôi thấy rõ ràng mình được sinh ra và các cha Đông Mosco và các bà sơ đó dạy mình yêu thương, mà mình lại đi bắn nhau như thế này. Thì tôi thấy cái đó định mệnh nó tàn nhẫn quá. Cũng như tôi nói với anh, một anh đại gia ở bên Đà Nẵng đưa tôi vô trong cái thành phố Quảng Trị cũng như vào nhà thờ La Vang, thì tôi có nói thật cho anh nghe là đối với tôi đó, thì trong cuộc chiến khắc liệt nhiệt quá, thì tôi có xin Chúa một điều là lạy Chúa xin chấm dứt cuộc chiến tranh này đi, nó đẫm máu và nó tàn nhẫn quá, và nếu mà cần phải có một bên chịu thua đó, phải có bên thắng bên thua, thì cái nếu mà cái thiệt thòi nặng nhất đó, xin Chúa cho con đứng về bên thua cũng được. Cho nên sau nhiều lần tôi tự tử mà không chết là vào Trạng Lớn, thì đi gỡ mìn 18A1 nó nổ một cái thì 40 anh em là chết tại chỗ, mà tôi cũng còn sống. Rồi lên Bù Gia Mập ấy, thì tôi cởi trần ra cho mũi nó đốt để mà mình bị sốt xuất huyết mình chết đi, nó cũng không chết.
rồi về tới rời khỏi mặt khu Bù Gia Mập thì về Hàm Tân á, là rừng lá, thì đó có sở đá nó văng khắp nơi. Tôi những cái ngày đó thì quản giáo bảo thằng này nó lì quá, nhưng mà thật sự đó là cái cách mà tự tử nó dễ dàng hơn, vì người Công giáo không cho phép tự tử. Nhưng mà tôi tìm ba cái cách tự tử đó, nó không chết. Cuối cùng tôi bảo là thôi, bây giờ mình không dám tự tử thì giờ mình sống đi, em cố gắng mình sống. Thì sau cái khi mà mình sống sót thì mình muốn để lại cho cái thế hệ sau là khi mà Thiên Chúa ban cho mình một cái nỗi khổ đó, thì trong cái nỗi khổ đó nó có một cái hạnh phúc rất ngọt ngào. Và nếu mà mình đừng từ chối cái cuộc sống mà chấp nhận á, thì cái kết quả nó rất là dễ thương. Là cái đoạn kết của năm 63 tuổi thì tôi tìm lại được cái họ hàng của tôi. Thì đây là một cái bức hình mà anh Lê Vũ có thể post cho tất cả thân nhân ở đây, là tất cả anh em trông thấy là một phép lạ. Là đây là cái hình mà tôi đứng được, tôi ngồi được 8 tháng tuổi. Thì ba tôi có ghi rõ ở phía đằng sau của tấm hình đó, là cu Ngọc Lập khi mới 8 tháng tuổi, giữa một bữa trưa cuối thu Hà Nội ngày 24 tháng 10 năm 1951. Thì tôi sẽ phóng tấm này ra và tôi phải trả lại cho cậu tôi, tại vì đây là cái hình ảnh duy nhất mà cậu tôi có. Thì tôi tìm trong cái chuyến đi này là bất ngờ khi mà tôi xuống máy bay ở phi trường Nội Bài, thì người ra đón tôi là một ông thượng tá, và ông bác sĩ Nguyễn Anh Tuấn thì lại là tìm được, cũng là trái đất nó tròn. Thành ra khi mà cậu tôi đi ra đón tôi thì mới biết được rằng cái ông mà thượng tá đó lại là có thông gia với lại bên gia đình của tôi. Từ cái chỗ mà chơi xe ra qua đó rồi mới tìm ra nhau được. Thì trong cái lần này nó như một phép lạ, mình thấy được những cái điều đó. Hồi nãy anh có nói tới cái vấn đề tha thứ và quên đi, tức là forgive and forget. Thì tha thứ là tha thứ điều gì? Tha thứ chiến tranh hay là tha thứ nỗi khổ của riêng anh, hay là tha thứ điều gì? Thì cái tôi nghĩ rằng cái định mệnh nó tàn nhẫn quá. Định mệnh của riêng anh? Dạ, định mệnh của đời của tôi nó sanh ra một cái thời mà cái cuộc chiến nó tàn nhẫn quá. Thì tôi nghĩ rằng thôi, mình tha thứ bằng cách mình nhìn vào trong cái định mệnh đó, mà mình tự tha thứ cho chính mình. Những lúc mà mình tức giận để mà mình đi tới cái chuyện mà mình muốn tự tử một cách khoa học như vậy. Còn forget thì không quên được anh. Tôi đã đi vô tới La Vang, và lúc mà tôi bị thương ở ngoài ngã ba Long Hưng thì tôi thấy rõ ràng Đức Mẹ và cho cái lời cảm ơn khi mình tin vào Ngài. Thì vào trong đó mình mới thấy là cái nhà thờ La Vang nó bị đứt làm đôi ra rồi. Cái trái bom nó rơi xuống nó đứt làm đôi. Và tôi mong rằng anh Lê Vũ sẽ post những tấm hình của tôi đi vào La Vang. Thì tôi tin vào Thánh Kinh là đất thánh thì phải cởi giày ra. Và tôi cũng bắt chước ông Ngô Đình Diệm và ông Abraham là cởi giày ra, vì đây là đất thánh. Hoặc là tôi đi vào cổ thành Quảng Trị đó, thì lúc mà tôi đi vào nhà thờ Tribu á, thì tôi cũng vẽ lại cái hình mà cái khu vực mà tôi trung đội chúng tôi đã bắn chết 5 anh bộ đội mà chúng tôi chôn ở đâu. Thì vì đó là cái ngày mà chủ nhật, cho nên hội đồng nhân dân ở đó với lại quân đội nhà họ không có mặt ở đó, thì tôi cũng vẽ cái bức hình đó lại cho cha Lê Quang Quý. Thì tôi vào nhà thờ Tribu như thế nào thì anh post tấm hình đó để minh chứng cái điều đó. Thì may mắn là chúng tôi đến gặp được cha Lê Quang Quý. Thì vào trong đó rất là ngạc nhiên khi tôi hỏi là cha mới ra, thì cha mới hỏi phải Nguyễn Ngọc Lập không. Thì tôi bảo sao cha nhớ con được. Đấy, chờ ngày xưa con cho cha 10 cái máy may rồi 5 chiếc xe đạp rồi tiền bạc khi mà cha đến Mỹ thì lâu quá rồi, nhưng mà sao cha nhớ con được. Thì cha đến cha ôm tôi trong lúc cha mặc cái áo thun, thì cha nói rằng sao con nhớ được, đêm nào cha cũng coi Việt Weekly rồi YouTube, rồi đêm nào cha cũng coi Phố Ôn Sa TV rồi KBC Hải Ngoại, cho nên bữa nào cha cũng nhớ con á. Thì tôi hỏi cha là thưa cha, vậy chứ cái ông thánh du xe mà con khiêng từ trên lầu với thằng lính á, bỏ xuống cái hầm á, còn không? Thì ông chỉ còn, ông dẫn tôi đi ra.
Cho nên khi mà tôi đi ra cái chỗ, cái vị trí tôi bị thương ngay nhà thờ Tri Bu đó, thì tôi đo cái khoảng cách để đi chỗ cổ thành Quảng Trị ấy, thì nó băng qua một cái ruộng anh, rồi sau đó cái giao thông hào. Thì vì ban đêm lúc mà tôi tấn công đó, ngày 16 tháng 9 ấy, tôi không ước lượng được sự nguy hiểm gì đó là ban đêm. Nhưng mà bây giờ tôi thấy đi, tôi đến chỗ đó thì tôi thấy rõ ràng là mình chết rồi. Mình lọt hết vào trong một cái tầm súng mà của trong cổ thành Quảng Trị. Thì một lần nữa tôi đi vô để dâng cái cặp đèn cầy, rồi bó hoa huệ, mà tôi đi cùng với hai anh em thương binh, đó là anh Trần Trọng Hồng của cùng khóa với tôi cục hai chân, và anh Lê Khắc Xuân. Thì chúng tôi, anh Trần Trọng Hồng anh có hỏi là sao không mời Lê Quang Tích đi, thì tôi nói không được, anh Lê Quang Tích là người Công giáo, còn tôi mời hai anh đó là hai anh là theo đạo ông bà với lại đạo Công giáo, thì tôi muốn giới thiệu Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria cho những người chưa biết Chúa. Chứ giờ giới thiệu anh Lê Vũ ai cũng biết ở trên Việt Quyết Ly thì có cái gì đâu mà mới mà phải giới thiệu. Thì giới thiệu cho người nào chưa biết anh Lê Vũ, cũng như giới thiệu người nào chưa biết Thiên Chúa là ai, thì tôi tin rằng những cái niềm vui đó làm cho tôi rất hạnh phúc, là tôi đã sống đúng như một người Công giáo, là yêu thương kẻ thù, rồi tìm mọi cách để mà giao lại những hài cốt đó. Nhưng mà tôi không biết cái đó nó cái hài cốt nó còn không, vì khi chúng tôi đó là chiếm được lại cổ thành Quảng Trị thì chúng tôi lại trở thành mục tiêu. Và không biết là trong 45.000 trái đạn mỗi ngày như vậy trong liên tục 3 tháng thì các cái xác đó nó còn không. Nhưng tôi viết vẽ lại đó, thì tôi mong anh Lê Vũ chụp lên cho đồng bào trông thấy cái lòng thành của tôi, là không những tôi thương họ khi còn sống mà tôi muốn cái xác họ được chôn cất một cách tử tế. Và qua cái việc mà viếng thăm lại một cái chiến trường xưa, tức là chiến trường cổ thành Quảng Trị năm 1972 mà anh tham dự với chức vụ là thiếu úy của thủy quân lục chiến, thì cái khoảng cách thời gian và không gian đó cho tới bây giờ là anh lần đầu tiên quay trở lại, thì cái cảm xúc và suy nghĩ trong anh nó như thế nào? Thấy gần như là một thời đại chiến tranh khác và bây giờ là một thời bình, một thời khác. Thì cái thay đổi của xã hội bên ngoài và cái thay đổi của bên anh cảm nhận được điều gì? Anh ghi động lại trong anh cái gì mà ấn tượng? Anh thấy được cái nhìn nào mà có thể chia sẻ với những người trải nghiệm nha. Thì cái anh mà đại gia đó tôi xin giấu tên. Thì anh hỏi tôi là một câu hỏi giống như anh Lê Vũ á, là anh thấy thành phố Quảng Trị bây giờ nó như thế nào. Thì tôi trả lời với anh là bây giờ thành phố Quảng Trị này với lại năm 1972, tức là 42 năm về trước đó, nó hoàn toàn nó khác nhau. Tại vì lúc mà tôi chiếm lại cái nhà thờ Tri Bu để cho anh Thiếu Tá Dục á, là pháo binh mà con ông trung tá, ông thiếu tá thiếu úy Dục Dực á, là con của ông trung tá Dục của Dực á, của tiểu đoàn pháo binh á, thì lúc đó nó sang bằng rồi anh. Cái B-52 nó sang bằng từ cây số bờ từ sông Mỹ Chánh ra tới Hạ Lăng rồi ra tới cửa Việt á, cho nên nếu mà tôi đứng ở trên cái nhà cổ thành, cái bên trên cái nhà thờ Tri Bu á, cái nóc chuông á, thì tôi có thể nhìn vào trong dãy núi Trường Sơn, rồi nhìn ra được nó bằng phẳng như là một cái sa mạc, mình có thể thấy từ đó về tới Hải Lăng luôn. Còn bây giờ thì không thể nào thấy được, cũng như không thể nào trông thấy được cái cầu cái sông Thạch Hãn, tại bây giờ nó cây cối nó mọc lên nhiều quá. Thì mình thấy được hai cái chữ tan điền, biến đổi đó, nó làm cho trong lòng của mình á mới thấy được rằng chiến tranh nó tàn nhẫn quá. Thì tôi có nói với lại anh đại gia đó là nếu mà trong tương lai anh có gặp điều gì khó khăn đó thì anh hãy đến La Vang để cầu nguyện. Tại vì tôi vào nhà anh thì tôi không thấy anh thờ ai hết. Thì tôi nhắn lại một cái nhắn nhủ đó là ngay cả việc mà tôi còn sống sót khi mà tôi chưa được vào La Vang là ngay ngã ba Long Hưng ở quốc lộ 1 đó, thì khi tôi trở lại đó tôi mới cảm nghiệm rằng Đức Mẹ đó chỉ xuất hiện hay là ban ơn cho nhân loại vào một cái nơi mà đến bây giờ nó vẫn còn sơ sát mà nó nghèo khổ nó như vậy. Và cái tôi cảm nghiệm được rằng Đức Mẹ chỉ đến với những cái con người có lòng tin.
thì từ cái chỗ nó như một cái sa mạc, bây giờ nó có một mầm sống trở lại. Thì anh rút ra cái điều gì là quan trọng trong suốt cái trải nghiệm 42 năm đó? Chiến tranh, ý thức hệ, rồi niềm tin vào tôn giáo, rồi xã hội, dân tộc, con người, bản thân. Cái gì là quan trọng sau khi anh đã chứng kiến một cái hai cái thái cực quá là khác biệt? Thì cái mà khi mình đi vô một cái bờ thành Quảng Trị như vậy thì nó nát bét ra rồi, thành ra tâm hồn mình cũng nát bét ra luôn. Thì mình thấy toàn là người nghèo giết lẫn nhau thôi. Hồi xưa. Dạ. Đó, thì tôi trung đội tôi có 40 người thì có người có đồng hồ thôi, mà hôm nó bị thương rồi là không có đồng hồ để gác nữa. Cho nên mình thấy rằng rõ ràng nếu mà có xảy ra chiến tranh ấy, thì toàn là người nghèo chết thôi. Chứ tôi đâu có thấy ai mà người giàu mà chết đâu. Vậy thì cái gì là quan trọng đối với anh? Thì, chứng kiến được hết. Thì khi mà mình trông thấy hết cái như vậy thì mình thấy được cuộc đời nó là cái bong bóng, nó bong bóng nước, nó bay lên cái rồi nó đứt đi. Và trong lúc mình sống với nhau như vậy thì chẳng hạn như là tôi bắt được tù binh ấy, tôi có khui một cái hộp đồ hộp free cocktail trong cái phần ăn của tôi, để cho một cái người lính bộ đội. Trong lúc mà tôi bắt được á, thì tôi đến khi tôi vào tù tôi bị tra tấn đánh đập thì tôi cứ tiếc hoài cái tại sao mày ngu quá, mày có hộp free cocktail để mày ăn trong cái ra sông mà 7 ngày mà mày lại đem cho một cái thằng bộ đội bắt việc mà mày không bắn nó đi, để bây giờ mày bị nó giam như vậy. Thì tôi thấy rằng đừng thấy cái việc thiện nhỏ mà không làm, đừng thấy cái điều ác nhỏ mà làm. Nó làm cho cái tâm hồn mình sẽ trải nghiệm cái phần còn lại cuộc đời mình cố gắng mình làm có cái gì nó nhỏ thôi, nhưng mà cái đó nó làm cho tâm hồn mình nó nhẹ nhàng đi. Thì trước đây anh em quốc gia nghĩa tử mà về, anh Linh, anh Vinh, anh Hà mà về xây nghĩa trang quân đội đó, chung với ông phó tổng thống Hoa Kỳ gặp chủ tịch nhà nước Nguyễn Minh Triết đó, họ không làm được thì họ bị gọi là kêu giặc bằng cha để mà xây mồ anh em. Còn tôi về đây thì tôi cảm thấy nhục ở chỗ là tại sao mà kẻ thù như ông Thanh Sơn mà ông lại bỏ ra xây 10 ngôi mộ. Nhưng mà ít nhất khi mà tôi lạy ông Hồ Chí Minh, rồi tôi lạy cái nghĩa trang Củ Chi, rồi sau đó tôi cũng đến mà đến nghĩa trang Bình An, Vĩ An, thì tôi cảm thấy rằng nếu mà mình phải lạy kẻ thù mà mình xây được 4 cái ngôi mộ đó ở đó với giá 2,1 triệu á, thì tôi có nói anh em ở trong nghĩa trang đó là 4 ngôi mộ là 2 triệu thôi, nhưng mà tôi để lại 100,000 để cho anh em bồi dưỡng. Thank you.
sang quê hương. Dẫu ta là ai cũng cần dân tộc để yêu thương. Tổ quốc của tôi, dân tộc của tôi là Việt Nam mến yêu. Dẫu có đi xa luôn mong ngày về.